Sáng nay, Thường trực Huyện ủy Gia Viễn đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ hội viên phụ nữ năm 2022. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo huyện Gia Viễn và hơn 250 hội viên đến từ các chi hội phụ nữ trên địa bàn huyện. Tại buổi đối thoại với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các hội viên phụ nữ đã có ý kiến kiến nghị nhiều nội dung, trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề liên quan đến công tác giám sát và phản biện xã hội, công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ nữ, chính sách hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, vấn đề xây dựng đường giao thông, hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ. Các ý kiến, câu hỏi của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được các lãnh đạo huyện, các ngành liên quan tiếp nhận và trực tiếp giải đáp. Hội nghị đối thoại đã giúp người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện nắm bắt cụ thể hơn tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Qua đó tạo được tinh thần phấn khởi, thúc đẩy sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, cùng chung tay xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.